Đối với chúng ta nhắc đến cái tên Quách Thế Hùng thì nhiều người không xa lạ gì, bởi vì hắn tham gia vào cái tổ chức khủng bố Đệ Tam Cộng Hòa của tổ chức Đào Minh Quân đó. Rất lâu rồi mà cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân được thành lập năm 1991 tại Mỹ. Đó. Đối với tên Quách Thế Hùng này này, bí danh là Lê Nguyễn Bình, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1948, quê quán thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn chỗ ở hiện nay tại 53 trên 5386, sống ở Los Angeles, và một nơi nữa là California tại Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ. Nghề nghiệp chính của hắn là bác sĩ. Vai trò trong tổ chức của trong cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân ấy, là Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tướng của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là đội quân ma. Nói về tên Quách Thế Hùng này này thì chúng ta phải khẳng định rằng hắn là một tên khủng bố từng về Việt Nam. Đặc biệt là cái giai đoạn từ năm 2011, 2012 và 2013, hắn có mặt tại Việt Nam. Và đến cuối năm 2014, hắn lại tiếp tục về Việt Nam lần cuối cùng. Để làm gì? Để móc nối với những thành phần ủng hộ cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này này ở trong nước, đặc biệt ở khu vực phía Nam như Long An, Kiên Giang, Bình Dương đó, và một số tỉnh thành phố khác. Qua điều tra của cơ quan an ninh tỉnh Bình Dương với là một số tỉnh khác thì có hồ sơ tài liệu thu thập nhiều cái chứng cứ hắn đã trực tiếp về nước chỉ đạo những cái thành phần ủng hộ cái tổ chức Đào Minh Quân này này khủng bố, lôi kéo kích động người trong cái giai đoạn từ năm 2014 đổ về 2011. Đấy. Và chúng ta khẳng định với nhau rằng á, Quách Thế Hùng này này, sau cái giai đoạn đó không bao giờ về nước, và sau khi Bộ Công an Việt Nam công bố danh sách 7 người, trong đó có Quách Thế Hùng này là những người cầm đầu của tổ chức khủng bố Đào Minh Quân bị truy nã toàn cầu á, thì hắn không bao giờ về nước. Nhưng mà ở đây ấy, tên A Quy Nguyễn từng đi một số diễn đàn ở trong nước nói rằng tại sao Quách Thế Hùng trước đấy là người của tổ chức khủng bố Đào Minh Quân nhưng mà sao lại được về nước trong giai đoạn gần đây. Xin thưa rằng chưa bao giờ mà Quách Thế Hùng chỉ cần bước chân vào lãnh thổ Việt Nam sẽ bị cơ quan an ninh bắt nha. Còn bây giờ Quách Thế Hùng, một đại tướng đội quân ma, liệu ông ấy có đoạn tuyệt với cái tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân hay không? Tôi nghĩ rằng á, tôi chưa bao giờ tin rằng những cái lời lẽ của ông ấy nói hoặc những cái bài báo, thậm chí một số bài báo ở trong nước cũng nói rằng Quách Thế Hùng đã trở cờ, đã không theo cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân nữa mà muốn về Việt Nam sinh sống. Tôi chưa bao giờ tin vào cái điều đó. Bởi vì sao? Bản chất của một cái kẻ khủng bố là một cái. Thứ hai, ông ấy có địa vị cương vị gì trong cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân? Và cái thứ ba, ông đã chỉ đạo những ai ở trong nước và thành lập ra những hội nhóm tổ chức khủng bố ở nhiều
địa phương ở khu vực phía Nam. Thúy Mai, chị nói rằng già rồi, sắp chết rồi, làm ăn gì nữa, chân đứng không vững, sắp về với Chúa rồi. Đúng rồi, cái đó là chắc chắn, nhưng mà cái tư tưởng của những cái đám khủng bố này, bọn chúng không bao giờ thay đổi chị nhé. Ngay cả Nguyễn Hữu Chánh vậy. Lại tiếp tục nói về cái câu chuyện của tổ chức Đào Minh Quân với tên các Quách Thế Hùng này. Từ cái giai đoạn năm 1991 trở về đây á, trước lúc mà Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã toàn cầu đối với tổ chức khủng bố, trong đó một trong 7 tên có Quách Thế Hùng này này, thì hắn mới im hơi lặng tiếng. Nhưng mà trước năm 2018 đổ về 2011 và trước đến năm 1991, cái thời gian đó, những cái hoạt động khoa trương dùng beng của cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này, đi đâu cũng có Quách Thế Hùng, đúng không? Từ trung tướng tự phong lên đến chức vị đại tướng, tổng cục trưởng tổng cục quân huấn của chế độ đệ tam que củi lưu vong ở California. Mà hắn ấy, đi đâu cũng được người ta giới thiệu là tổng cục trưởng tổng cục quân huấn, trong bộ quân phục binh phục nào là dây dựa lằng nhằng. Hắn ấy, đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đứng sát kế bên cái tên lừa đảo Đào Minh Quân. Nhưng mà ở đây này, hắn đã nói rằng cái thời gian gần đây hắn nói rằng tổ chức của Đào Minh Quân, ông Đào Minh Quân lừa đảo này nọ, thì cái bài đấy là của bọn chúng, cái bài lừa đảo của bọn chúng. Quay sang tên Đào tên A Quy Nguyễn, tức Nguyễn Anh Quân, là cháu chắt bên vợ của ông Đào Minh Quân này này, cũng bảo rằng tôi chưa bao giờ quen biết ông Đào Minh Quân. Sau đó là trong cái phòng làm việc ấy, có treo hình ảnh của cái tổ chức đệ tam Đào Minh Quân này, đấy. Và sau đó cũng nói rằng Đào Minh Quân là lừa đảo này kia, cùng với cái tên Đông Tà, hai thằng á tìm đủ mọi cách để lừa đảo kiếm một mớ với hai cái bà không chồng nghe theo cái tổ chức của Đào Minh Quân này. Một bà mất 1.500 đô, à, không phải là 1.500 đô đâu, 15.000 đô, một bà là 20.000 đô, mà hai người này ở trong nước nhé, bán cả nhà cả tài sản, tin tưởng nghe theo cái tên Nguyễn Anh Quân, tức A Quy Nguyễn với tên Đông Tà này. Và bây giờ cái thủ đoạn của Quách Thế Hùng lại dở ra gần như giống của bài hai thằng, một thằng móm lông với một thằng mất dạy chán hói Đông Tà, trong đó có cả thằng Vũ Sư Hùng Lân, ba người tham gia lừa đảo hai bà ở trong nước với 15.000 đô cùng với 20.000 đô, cũng phải là ít tiền đâu, sao mà khôn thế trời.
quay sang Quách Thế Hùng á, thì đối với những cái việc làm liên tục của ông ấy cùng với Đào Minh Quân thì chúng ta không lạ gì. Thường xuyên đứng bên cạnh Đào Minh Quân là một, thỉnh thoảng lên mạng xã hội đọc quân lệnh điều khiển quân đội mà do Đào Minh Quân bịa ra, 12 sư đoàn vân vân, mà cái đám Vương Văn Thả cũng tin tưởng, rồi vào tù, gia đình tan nhà nát cửa, rồi một số thầy giáo. Điển hình có một ông thầy giáo ở Hòa Bình cũng bị đi tù bởi vì cái tổ chức Đào Minh Quân này, và ở phía Nam dính nhiều hơn. Không còn là lời phỏng đoán của giới nhân sĩ trí thức yêu nước, mà nay các nguồn tin khác trung lập như phố Bôn Sa TV đã xác nhận Quách Thế Hùng, kẻ mà trước đây được tên khủng bố Đào Minh Quân phong hàm đại tướng cho tổ chức khủng bố lừa bịp này, này đã chính thức rời bỏ tổ chức vì mâu thuẫn lợi ích. Nếu mà vì lợi ích mâu thuẫn rời đi, cái đó cũng đúng một phần. Nhưng mà tôi tin rằng cái bản chất của bọn chúng không bao giờ, chẳng qua cái đấy là cái chiêu bài để xoa dịu cái dư luận ở trong nước trong cái thời gian vừa qua, cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này gây ra cho người ta và làm người ta căm ghét. Qua đó Quách Thế Hùng lợi dụng vào việc này này để tiêu khiển những đàn em mà hắn đã thành lập, đã thâm nhập trước từ giai đoạn 2011 cho đến 2014 ở Việt Nam ấy. Còn đối với Quách Thế Hùng nói ấy, từ khi gia nhập cái tổ chức Đào Minh Quân này này, không biết bị mê hoặc thế nào mà ông ta ngỡ Đào Minh Quân là hậu thân của Huỳnh Giáo Chủ, tức người sáng lập ra cái Phật giáo Hòa Hảo, rồi cùng cúc cụ tận tụy đi theo, tận tụy phục vụ. À, hắn còn nói là cho dù được phong cái hàm đại tướng mà chẳng được cấp một xu lương bổng, không những thế lại còn phải đóng góp rất là nhiều tiền bạc, thậm chí bán ô tô giúp chính phủ có ngân sách làm việc. Cái điều đó tôi không tin. Bởi vì sao? Bởi vì cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân ấy, trước khi bị Bộ Công an Việt Nam thông báo rộng rãi và cơ quan báo chí truyền thông trong nước và quốc tế cũng đưa tin về cái việc này, thì cái tổ chức này mới không lừa đảo kiếm ăn được. Còn trước đấy thì ở hải ngoại ấy, cái tổ chức này mang danh nọ, lợi dụng cái vấn đề phục quốc đấy, xây dựng lại cái nền thể chế que củi ba que ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam ấy, thì nhiều người tin tưởng vào ông ấy, đã đóng góp cho ông rất là nhiều tiền, mà qua đó Quách Thế Hùng cũng được hưởng lợi. Hắn ta nói là thành viên của chính phủ nhưng chẳng ai biết ai, tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân không phải là chính phủ mà đăng ký hoạt động với tư cách thành phần luôn luôn ở bên cạnh Đào Minh Quân. Tôi nghĩ là cái việc hưởng lợi của ông ấy cũng không ít. Còn ông bảo là không ai biết ai, như cái đám Lisa Phạm các thứ này cũng được chính Đào Minh Quân thu nạp lại sau khi cái tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh bị tan rã nha. Và các ông ấy với nhiều thành phần khác như con con Nguyễn Thị Ánh Đào là con Lisa Phạm à, mấy tay già què cầm củi cầm cờ đi theo các ông ấy, các ông bảo là không biết nhau,
thì ai tin? Mà các ông ấy, tổ chức rất là nhiều cái đêm nhạc hội hay ngày hội kỷ niệm, ngày lễ, ngày kia, ngày nọ, ngày kia, được rất là nhiều người tin tưởng các ông khôi phục lại cái chế độ đệ tam cộng hòa tại miền Nam Việt Nam, ở tại Mỹ, tại Hoa Kỳ ấy, nên được rất là nhiều người ủng hộ. Còn bây giờ ông bảo là ông Đào Minh Quân lừa đảo xong ông rời tổ chức, mục đích của ông là gì? Ông cảm thấy đấu tranh cái kiểu đó không bao giờ thắng được cơ quan an ninh Việt Nam, không đánh lừa được dư luận, không đánh lừa được người dân Việt Nam, nên ông chơi cái bài theo chính sách cách mạng màu, đúng không? Rồi sau đấy ông bảo là ông hối cải, ông quay về Việt Nam, ông lại tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo, kích động. Các ông sử dụng chính sách mềm, thứ nhất là lừa chính phủ, lừa người dân Việt Nam. Cái thứ hai, các ông, các bà đánh lừa đồng bào ở hải ngoại. Cái bản chất của các ông không bao giờ thay đổi, tôi khẳng định rằng là như vậy. Qua việc này, các ông nghĩ rằng các ông rời khỏi tổ chức Đào Minh Quân, thoát cái án truy nã xong các ông về nước được. Xin thưa rằng cái điều đó không thể. Còn ông nói Đào Minh Quân lừa đảo như thế này thế kia, thì tôi công nhận rằng Đào Minh Quân và cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân này này là lừa đảo, là xấu xa, là tồi tệ, tôi công nhận là đúng. Còn vấn đề ông muốn trở về Việt Nam thì cái đó còn phải hỏi. Và ông muốn đánh lừa dư luận nữa cũng phải cần hỏi.